Dạ em xin chào tất cả các cô chú anh chị em đã quay lại với kênh Hiếu Mán ạ. Hôm nay em phát trực tiếp quay review cái chợ chó Bắc Hà ngày 20 tháng 3 2022 này. Đây có rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đây. Chó này là 5 triệu mọi người ạ. 5 triệu. Đây rất là nhiều chó luôn đây. Đây em giới thiệu và em báo giá từng con với mọi người luôn nhé. Nãy em đã hỏi trực tiếp rồi. Và em cũng có một cái like trực tiếp ở chợ này rồi, ở cái video trước nhé. Đấy thì bây giờ em sẽ quay lại cho mọi người này. Những ai chưa xem thì xem lại nhé. Con đỏ tai dựng này là 8 triệu này. Đỏ tai dựng này 8 triệu này. Con trắng này là 8 triệu này. À 9 triệu này. Đấy. Con cọc kia cũng 8 triệu này. Đấy con cọc bạn ấy sách ấy cũng là 8 triệu. Con này vắt đuôi vắt trái này. Đấy. Đây con vàng này. Con vàng này 4-5 triệu. Con vàng cái 5 triệu mọi người ạ. Vàng cái 5 triệu này đang thay, chuẩn bị thay lông. Con vàng này. Con vàng này là cái con 5 triệu này. Đấy. Còn này cái con cái kia. Con cái này thì là 18 triệu cơ mọi người ạ. Con cái. Nhưng mà cái chân nó hơi bị lỗi một tí. Mọi người nhìn cái chân nó, để ý cái chân nó kìa. Đây nhá. Đấy, cái chân. Đấy. Đấy, cái chân nó bị lỗi kìa mọi người. 18 triệu cơ. Con này 12 triệu. 2 triệu rưỡi này. Con này 20 triệu tuần trước rồi mọi người. Đấy. Con vàng này 20 triệu tuần trước ấy. Con này cũng là 13 triệu tuần trước rồi mọi người. Toàn mười mấy triệu mọi người. Nhưng mà xứng đáng con chó nó đẹp mọi người. Con chó nó đẹp thì thực ra nó xứng đáng với đồng tiền của nó. Đấy là một số con chó anh em đã tuyển chọn. Một số con chó anh em đã tuyển chọn. Còn đây là con chó của chị này, em sáng em đã để ý ngắm rất là nhiều con vàng này. Bao tiền này? 2 triệu. Hả? 2 triệu. 2 triệu à? Không, có cái gì đâu mà xấu đi. Đây là cái con này, là cái con cọc này, cọc thịt này khá là chuẩn nha mọi người. Đây này. Đúng lưỡi cọc thịt luôn, vàng rất là đẹp luôn mọi người nhé. Đây này. Con này răng đủ này. Đấy. Cà đủ, mọi thứ đầy đủ này. Giá này 4 triệu tại chợ này. Đẹp hết, em rất là ưng con này luôn. Con này được hay con cái? Hả? Con này được hay cái? Được. Bao tiền con này? Triệu rưỡi. Triệu rưỡi này mọi người. Mình để đơn. Ở đây còn mấy con lông mồm ấy. Bao tiền con này? 600. 600 con lông mồm. Bắt được. Mua được đấy.
trăm một lùng mồm. Này chó gà rất là nhiều mọi người ạ. Này có mấy con chó này, nãy em hỏi con này 1,5 triệu mà. Này 1,5 triệu cộc cái này mọi người. Đây, cộc cái 1,5 triệu con này cũng phải 6 tháng rồi đấy. Này, size nó bé nó nhỏ. Còn mấy con này mọi người nhìn yêu chưa, nhưng mà bé tí này. Bé tẹo teo bằng cái nắm đấm này chị mang đi chợ này, rồi 200.000 một con đấy. Bé tí luôn này. Nhưng mà khổ thân nó quá mọi người ạ. Nó bé quá ấy. Chị bảo là nhà đẻ 6-7 con nên là mẹ nó tách sữa rồi, không cho ăn rồi. Bây giờ toàn phải nuôi cám nữa thôi, tự nuôi thôi. Nên là bé quá. Đấy. Mẹ nó nuôi lớn ra để làm giá để lấy con chó nhà. Còn cái đôi này là đôi cọc 2 cái, 6 triệu một con. Đây, 6 triệu một con đây. Một con tứ túc mai hoa nhưng mà tứ túc nó không đều, con này nó lem chân. Còn con này là 3 triệu này, con trắng này 3 triệu, trắng này 3 triệu, con đen nó hơn 5 triệu khách bắt rồi. Đây, khá là đẹp. À đây con đen cái ở trong này vẫn còn đấy. Đen này vẫn còn, tưởng khách bắt rồi. Con này 5,5 triệu, 5 triệu này. Đó là đẹp phết đấy. Có cầu không? Con này có cầu không? Cầu à? Bao tiền? 6 triệu à? 6 triệu một con hay là một đôi? Cháu cảnh 6 triệu một con. Ôi cái này hiển đâu? Ôi, cảm ơn. Gọt quá. Này, những con này thì em không quay nữa này. Đấy, những con này em đi qua này. Đây con sù vàng này. Đây, sù vàng này thì là 1,5 triệu một con mọi người ạ. 1,5 triệu một con. Bán một con là cầm một con nữa. Đây bây giờ chợ ở dưới kia là bây giờ người ta đang kiếm. Người ta không ở dưới nữa, người ta giật người ta bán ven ở cái trên này luôn, bán ven ở trên này. Những con đỏ mấy cái tuần 3 tuần nay mang đi chợ này, đỏ 3-4 tuần nay mang đi chợ này, toàn 3,5 triệu 4 triệu một con. Bao tiền đấy con gà này, bao tiền đấy? 130. Ủa. 130 bán không? Gà nhiều lắm con ạ. Đang bảo bắt một con. Đây cô An đang nhận. Con đỏ đẹp phết mọi người, con đỏ này này. Con đỏ này đẹp phết này. Đỏ này mặt mũi đầu chủ thần thái này. Thần thái khá là ok, con này mà là cọc thì chết đòn, rất tiền luôn mọi người. Mà mỗi tội là con này nó là dài đuôi phong thủy. Á là nuôi bắt con này về trong nhà thì bắt con này bao tiền? Hả? 10 triệu này. Ây da. Nó có phải cọc hoặc xù đâu, nó là chó ta bình thường là 10 triệu ấy mọi người ạ. Đấy. Được. Không phải đơn giản đâu mọi người ạ. Rồi bây giờ cũng là khoảng bây giờ cũng phải hơn 9 giờ rồi mọi người ạ. Thời tiết nó cũng nắng ấy. Nắng oi lắm rồi mọi người ạ. Đây ạ. Đấy, bây giờ đây là chợ nó cũng tan sớm. Đấy. Đây mọi người đấy, mọi người xem là chợ nó gần hết chó rồi này. Buổi sáng em quay đông như thế này, đây này có người ta mua cả lồng này này, mua cả lồng này, mua cả 2 con chó này luôn này. Đấy, mua hết rồi đấy. Mọi người xem buổi sáng rất là nhiều chó luôn ạ, rất là đông ấy. Gà thì xếp hàng dãy ở đây nhưng bây giờ người ta khuân hết rồi mọi người. Đấy mọi người nhìn thấy trên em là rất là nhiều, nhưng mà
cung cấp rất là nhiều nhá, mà người đầu ra cũng rất là nhiều luôn mọi người, đẹp đấy, đấy hết rồi mọi người. Đây đây thì còn một số con lại còn lại thôi đấy, đấy đấy một số con còn lại. Đây là ra thêm hai con này này, một đực một cái, con này hai con này mới ra thêm hai con này đấy, đấy mọi người. Còn trắng này nữa này, tay dựng rồi đấy. Phiên chợ bây giờ này em cũng đây quay quên hết đây này xong này, hiện tại cũng gần hết rồi này mọi người, gần hết rồi này. Sáng nay một dãy xếp một dãy ở đây này, xếp một dãy đây này, một và một số con này, đây còn mấy cô hai con đây thôi, vài con nữa thôi đấy, hết rồi mọi người đấy. Cái nào cũng gần hết chó rồi. Đó, ok nhá. À, bác nào chưa đăng ký cho em xin đăng ký, còn bác nào đăng ký cho em xin một like và chia sẻ. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua ủng hộ kênh của em nhé. À, bác nào chủ nhật tuần sau em sẽ hẹn mọi người chủ nhật phiên chợ mọi người tuần sau nhé. Ok, em chào mọi người, hẹn mọi người video sau ạ.